Yo yo, hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng quay trở lại với channel mình là Tự Tử Đường Phố đây, rất mọi người nha. Xin chào tất cả anh em một game hải tặc đại chiến nhá, lại là mình đây, Tự Tử Đường Phố đây, rất vui các bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video này thì cho anh em xem video về đừng quên like và share như thế này kênh nhé, đăng ký bên góc phải mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với con hạc ở server 49 nha các bạn nhá. Con hạc bữa mình đã từng review rồi, hôm nay thì sau một quá trình thời gian nâng cấp học hỏi thì cuối cùng em nó cũng đã nâng được cháu dùng ra Futaro anh em lên 10 sao và đặt mát cực ạ. Ok, ở video này thì chúng ta sẽ đi test cháu Futaro ở phiên bản 10 sao nhá. Đi đô đốc hải quân à, đô đốc hải quân anh em, đô đốc hải công Futaro 10 sao này. Và đồng thời cuối video thì mình sẽ nhập cốt săn tướng cho anh em được thẻ tặng cho các bạn luôn. Đang mang kiếm bạc à, xem là có món nào khác không? Không có các bạn. Arc này nuôi không nhiều tướng các bạn nhá. Ủa sao không mang đồ cho này? Để tôi xem nào, túi trang bị coi. Đây là một con nào không mang quá nhiều đồ anh em. Đây, đó, đúng 3, 4 con tướng chính thôi. Đấy, tướng đây các bạn, đấy, 4 tướng chính thôi. Vì chơi Putaro thì cũng vậy thôi anh em. Đằng nào cũng để cho các đồng đội đi ra đi mà. Lần trước mình có test cho các bạn biết rồi. Đây, bạn trò nuôi rất là chăm chỉ luôn. Đấy, nâm đúng là hàng kiên sĩ thôi anh em. Đây, đó, các dòng chí mạng và các thứ là bạn nâng rất là nhiều rồi anh em, có một tốc là chưa nâng được nhiều rồi. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi test cháu Futaro nha. Đấy, lực chiến của cháu là 251k anh em. Giờ xem vào với tầm như thế này thì cho nó đánh cỡ nào các bạn. Mình sẽ đi kiếm mấy bạn lực chiến căng ngang ngang để đánh cho nó phê ạ. 200 thì đánh tầm 700-800 là ok. 700 này. Tôi test thử với team này coi các bạn. Bởi vì tí đằng nào đội mình cũng sẽ đi ra đi và sự ra đi của đội mình sẽ niềm thúc đẩy cho cháu nó. Ok, tấn công nào. Chúng ta cùng trải nghiệm Futaro đô đốc quân ở dạng 10 sao anh em. Vâng, dòng chí mạng mát mát đỉnh luôn. Đấy, hạ đi. Đúng rồi. Hu. Hu. Mới xương xương đâu các bạn. Mới xương xương thôi nhưng mà nó bị đóng băng rồi. Vẫn bay màu rồi anh em, cay quá. Nó bị đóng băng rồi, nó không đóng băng thì nó có thể giật phát nữa thì cũng sẽ thấy được sức mạnh của nó anh em. Nói chung là cũng được của nó đấy ạ, các bạn nhìn thấy sao? Mới đợt đầu test thôi mình nhìn thấy cái sức mạnh của nó cũng quá đỉnh rồi. Cái tem 300k này vào đánh được này. Tem này thì không cần phải mang nhiều, bỏ Lamy ra sau. Đó, thêm như này thôi. Đó. Đánh kiểu này đúng bài luôn này. Anh kiểu đúng bài rồi anh em. Quấy một phát hy sinh ngay ạ. Ô ô, cái thuyền hải tặc này bắn đẹp nhờ. Đấy, đánh trận này nó mới đúng bài này các bạn. Rồi rồi xong ạ. Ui rồi ôi, còn đứa nào xong được nữa, chịu sao luôn nhiệt các bạn. Cái quả ông tin nó dồn đam cái đấy mà. Nói trước mình có nói qua về đam, dòng đam như các thứ cháu nói được đúng không? Nên là hôm nay chúng ta không bình luận quá nhiều. 400k. Và test tem 400k này phát nữa anh em. Test tem này phát nữa. Nami theo nó búc cho nữa mà. Quá đỉnh. Đội bạn cứ việc ra tay mà đánh. Đội bạn cứ việc ra tay mà đánh. Ui trời ơi. Mới lộ quả đầu thôi anh em. Mà đã bay màu gần hết đội bạn rồi. Đấy, con này đi kết hợp với AC đúng bài luôn anh em. Nó gây bốc cháy kìa. Úi rồi còn đợt sống nổi đâu mà. Quá đỉnh, quá đỉnh. Đỉnh quá luôn ạ. À. Kiếm tem nào ổn ổn nữa, phang trận nữa thế nào. 97 600k. Chiến luôn anh em, chiến luôn vẫn như này. Vấn đề như này thì mình cho nó mới mạnh được. Cho nó sẽ ăn quay quả ông ti ngay lượt đầu anh em. Đấy. Ăn ngay quả ông ti. Ui, cho nó lỗ phát kìa các bạn kìa. Đội bạn coi như gần bay màu đâu nữa. Cái này chưa có lộ lần hai anh em. Bên lần này có nộ được không hay là bị đóng băng nữa thì sợ bị đóng băng thôi. Ui, bay màu ngay ạ. À. Chịu sao nổi sức nhiệt này. Quá đỉnh. Rồi. Quả nữa, chịu sao được, bên đội bạn mất, đội mình mất. Dồn quá nhiều tỷ lệ chí mạng rồi anh em. Đấy.
Mà con này chí mạng càng nhiều thì khả năng nó cho đội bạn bay màu lại càng cao anh em. Vậy nên thì test mới gọi là phê ạ. Đấy, hôm bữa chưa được full sao, hôm bữa nâng lên 10 sao đâu, nhưng mà bây chưa nâng cấp được hết tầm anh em, hết tầm hết cớ nên là test hôm nay chưa đủ phê. Đấy, hôm nay các bạn thấy sao? Đây là một góc nhìn khác về cháu nó nha. 5.8 này, chiến tem này luôn. Đấy, con này thì gần đội mình, con này là thuộc dạng đánh như kiểu nếu như đấy là gọi là hy sinh nha các bạn. Đấy, đội mình dễ hy sinh là tiếp niềm sức mạnh cho cháu nó cũng như đội bạn. Đấy, có nghĩa chỉ cần có người mất là cháu nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mà thôi xong rồi, trận này đánh không lại rồi anh em. Chù chà, đánh không lại rồi. Ui, nhưng mà được đấy các bạn, thấy sao? Đấy, quá đỉnh luôn ạ. À. Đây, mỗi khi cái địch chết lập tức tăng cho 200% chí mạng và 30% sát thương chí mạng này anh em này. Đồng đội chết cũng sẽ tăng bản thân 25% công, 30% chí mạng anh em. Đó, quá đỉnh luôn đấy chứ không phải không ạ. Hai kim này quá đỉnh luôn. Đấy, của ulti thì thôi rồi luôn ạ. À. Đấy, sau khi mà hai bên mà ra đi rồi thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng như vậy anh em. Giờ sẽ lên đấu trường làm vài trận nha anh em nhá. Chúng ta đảo qua đấu trường làm vài ván coi nào. Con này kết hợp với A xe là cũng đúng đúng bài luôn anh em. Con này nó gây bốc cháy á, kết hợp với A xe là cũng đúng bài luôn á, đỉnh của đỉnh luôn đấy ạ. Đây. Đi con này nó điêu trận như này các bạn này. Đấy, ba đứa đầu là cho dễ đi luôn. Đấy, vào phát là kiểu như bay màu luôn đấy, sẵn sàng cho bay màu luôn. Không, nhưng kết hợp với Jinbe thì nó đi theo búc máu nữa, nếu mà giữ lại ba đứa đánh thì giữ lại Jinbe rồi ACE mình cháu nó là đánh được là ok các bạn. Cái này anh em nuôi kiếm xí với cả nuôi đấu xí là ok. Nếu chơi cháu này thì anh em bỏ hàng chỉ huy đi. Đó, chỉ cho đấu xí thôi, đấu xí với kiếm xí là đỉnh luôn. Đấy. Là con này nó gây bốc cháy hỗ trợ cả bên ACE luôn anh em, quá được luôn đấy chứ không phải không. Đấy. Xem nào, tem 700k này. Chiến luôn ạ. 700k đánh luôn 700k anh em ngán ngẩm gì. Đấy, mình lại sợ bạn quá cơ. Đấy, mình lại sợ bạn quá cơ. Ôi rồi bạn làm như mình sợ. Ô thôi xong ăn quả đóng băng rồi. Cái cú các bạn ăn ngay quả đóng băng. Ui sao mặt sao mặt. Mình quên cứ nãy giờ các bạn mang chiến hàm mà cứ quên các bạn. Thôi xong rồi trận này xong rồi. Cho may cho đội bạn nhá. À đâu mình có mang chiến hàm không quên. May cho đội bạn là đóng băng được thôi. Quả nấy mà không đóng băng được thì mình dập cho thì chắc bay màu rồi ạ. Rồi, coi như đội bạn cũng may đi. Chiến nào, làm trận nữa anh em. Vậy nói chung thì hôm bữa thì mình không không không, không đã qua nhưng hôm nay mấy hôm thì mình cũng nghiên cứu xem rồi. Đó thì bây giờ anh em nếu mà các bạn xác định chơi cháu Futaro này á. Đó thì anh em chỉ có đi theo hai team thôi, đó đấu sĩ và kiếm sĩ, đấy là các bạn có thể nuôi được và kèm theo có thể đi được luôn, vì trong kia đấu sĩ có cả Jinbe, Jinbe đi theo hỗ trợ hồi máu, con này cũng cần máu anh em, có thể các bạn chỉ cần một Jinbe một Futaro là anh em sẽ quẩy hết hết trận luôn rồi. Còn bị choáng liên tục nhỉ, các bạn búc xấu nhiều quá, bị búc xấu nhiều quá các bạn, đấy. Bây giờ thêm Jinbe đi theo nó hỗ trợ búc máu nữa là đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh ạ. Ok, các bạn thấy sao về cháu Futaro phiên bản 10 sao này? Đấy, khác bọt hẳn hôm bữa không? Chú chả hắn mang, để hắn mang bộ soi xám nha. Chứ có bộ hải tặc như mình nữa thì đâu? Bộ ấy chứ. Bộ gì nhỉ? Mình đã quên mất tên luôn rồi. Lễ hội trang bị Hải Âu đúng không? Bộ Hải Âu. Đấy, có bộ Hải Âu mang nữa thì quá đỉnh, còn không thì mang hẳn được cái bộ đây. Quấy, mang nguyên bộ kiếm sĩ này vào nữa thì thôi chắc gọi là quẩy lát đội bạn thôi anh em. Đấy, ví dụ như này, mang nguyên bộ kiếm sĩ vào. Ui, chắc đỉnh lắm nhờ. Quá đỉnh luôn. Ok, nhưng thôi, giờ thì mình sẽ qua bên server mới cái quốc thôi anh em. Giờ chúng ta qua server mới săn tướng nha. Ok, nãy giờ review lại cứ nói quên đấy, không tí nhiều các bạn lại nhắc đấy. Mình cứ đọc là Futaro, Furitora. Quên hoài. Ok, mật khẩu là... À quên, à mình mới đọc đấy nhá. Furitora đỉnh quá, người 100 luôn đi các bạn. Đấy, đỉnh quá 100 luôn. Ok, giờ mình cày nhá. Sau khi cày đến phần nhập code thì mình sẽ quay cho anh em tiện thông báo luôn cho hiện giờ bên còn bao nhiêu code nha các bạn nhá. À, tiện thông báo luôn video này mình tự quay vào buổi chiều hôm trước đây. Đó, hôm nay là thứ hai đây anh em. Hiện ra hiện giờ bên game nó cũng chưa code nào mới hết, có mỗi một cái code mới thôi. Tí mình nhập thì mình báo luôn cho các bạn. Và mình cũng đang cày ở server 87 luôn nhá. Để cho anh em nào vui như ra tướng S, anh em nào muốn lấy chơi thì có thể vào chơi ạ. Ok, giờ mình cày đây nha. Ok, xong nhá. Giờ chúng ta sẽ đến với phần nhập code mà mình xong bỏ qua.
thì game hiện giờ vẫn chỉ có 10 cốt thôi anh em, và cũng chưa có một dấu hiệu nào thông báo về cốt mới, chỉ có sự kiện quà mới. Thì hôm qua mình có làm video cách nhận quà để sắp tới có thể nhận được quà mới và phiên bản cập nhật sắp tới. Thì không biết là anh em đã tham gia chưa, anh em chưa tham gia đây thì nếu mà chưa hiểu thì có thể xem video của mình, hoặc là anh em biết rồi thì có thể lên group tham gia. Ở bên kênh hiện giờ nó còn nhiều, đây còn nhiều đứa code đây anh em. Đây là fanpage 900k này, hôm bữa mình nhập nhanh, mấy bữa mình nhập nhanh, có nhiều bạn cứ bảo là anh nhập nhanh quá, mình nhập lại. Mình có lấy link ở phần mô tả, các bạn trong phần mô tả video nó có nhá. Đây hướng tấn tân thủ này. Chứ mình chỉ vì mình để dưới phần mô tả nên mình cũng nhập cho nhanh. VIP code 2 triệu chứ nhiều bạn nhập chậm thì nhiều bạn bảo cái đoạn này nhập cho nhanh và ra quay anh ạ. Nhiều bạn này bảo nhập nhanh quá. Thì mình cũng chả biết sao thôi, mình cứ nhập cho nó đúng thời lệ thôi nhá bạn nhá. Đây quả 2. Đây. Quả tuần anh em, đây là quả tuần đổi thành, nó đổi tên mới anh em, không phải như ngày xưa là code 10. Đây, mình sẽ làm lại code cũ đây. Đây nhưng mới chứ là code 02112020 đúng không? Đây là code tuần này còn trước anh em này, đó, hết hạn sử dụng rồi. Vừa nó đổi sang thành code tuần luôn bạn, code tuần luôn này, đó. 911 nè. Đây là 0911 nè, chắc kiểu vậy anh em. Ok, nhìn là hết rồi đúng không? Có 10 code thôi mà. Rồi. Đây, đấy cho code bây giờ thì anh em thu về được nhiều đồ đây thôi anh em. Đó, các bạn sẽ thu về được một bộ trang bị. Đấy, 30 mảnh thi đấu các thứ các kiểu anh em. Và chỉ có 8 thùng bia nha các bạn nhá. Bây giờ 8 thùng bia và 15 cốc bia vàng thôi chứ như ngày trước nữa. Ngày trước còn được hơn chục thùng bia. Anh em muốn thêm thì các bạn có thể vào shop theo đường đây này. Anh em muốn vào cái thùng bia. Đấy, đây, cửa hàng. Cái này thì các bạn không đủ level, các bạn muốn thêm vào mua. Đó, cái này mình chỉ cho anh em bữa giờ rồi. Tiếp theo ra đi chiêu mộ nào. Bữa giờ chưa ra xe phát nào. Mong rằng này sẽ ra. Đó, thế thôi chứ nó cũng khó lắm các bạn. Nó ra thì nó ra ngay rồi. Đó, thì nói vậy chứ vẫn muốn nó ra phát các bạn. Nó lâu ra phát cho nó vui ạ, niềm nở. Một tự ép. Chiêu mộ đặc biệt. À chiêu mộ chứ quên, chiêu mộ đặc biệt đâu ra. 10 ra kit nữa này. Suri, toàn mấy tướng chơi ổn ổn nữa các bạn. Hoán đổi phát coi. Ok. Ở clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc đây thôi. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem video của mình. Tạm biệt nha. Hẹn mọi người clip tiếp theo.